Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy ôn hài toán lớp 4 dành cho học sinh lớp 4 lên lớp 5. Phần 1 chúng ta sẽ ôn về cái hệ thống kiến thức trọng tâm về lý thuyết. Phần 1, tính chất giao hán của phép cộng. A ta cộng B là bằng B ta cộng A. Giao hoán là hoán đổi vị trí, hoán đổi vị trí. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Ví dụ như 15 ta cộng cho 26 thì 26 ta cộng 15 thì cái tổng nó không thay đổi. Cái tổng nó không thay đổi. Bên này thì 15 đứng trước, 26 đứng sau, qua bên này thì 26 đứng trước, 15 đứng sau thì cái tổng nó cũng vẫn không thay đổi. Ví dụ như ta lấy con số nhỏ nhỏ cho nó dễ, 2 ta cộng 3 thì nó cũng vẫn là bằng 3 ta cộng cho 2. Như vậy là tính chất giao hoán, hoán là hoán đổi vị trí thì cái tổng nó không thay đổi. Chúng ta qua tiếp theo phần 2. Tính chất kết hợp của phép cộng. Ví dụ chúng ta có là A ta cộng B. Như vậy cái này chúng ta đối với bên này thì chúng ta thể thực hiện là cái trong ngoặc này trước rồi sau đó ta cộng cho B. Có nghĩa là ta thực hiện là A ta cộng B trước là được kết quả bao nhiêu đó rồi chúng ta cộng với C. Rồi chúng ta có thể là chúng ta sẽ ta lấy B ta cộng cho C trước rồi sau đó ta cộng cho A thì cái tổng nó cũng vẫn không thay đổi. Đó gọi là kết hợp. Khi cộng tổng của hai số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. Số thứ nhất cộng tổng của số thứ hai và số thứ ba. Ví dụ chúng ta có 28 ta cộng cho 35 rồi ta cộng với 60, 15. Như vậy là chúng ta có thể là chúng ta lấy hai con này cộng rồi sau đó cộng với 65. Hoặc có thể là ta lấy 35 cộng với 65 trước rồi sau đó ta cộng với lại 28. Thì ví dụ như cái phép tính này, chúng ta lấy hai con này chúng ta cộng với nhau thì nó là lẻ. Nó là lẻ. Lẻ nó không tròn. Chúng ta thấy là con 35 với 65 chúng ta sẽ cộng nó là tròn thì chúng ta có thể là chúng ta cộng với nhau rồi sau đó ta cộng với 28 thì nó sẽ nhanh hơn. Được, sẽ nhanh hơn. Chúng ta qua phần 3. Tính chất giao hoán của phép nhân. Tính chất giao hoán của phép nhân và tính chất giao hoán của phép cộng nó giống như nhau. Hoán là hoán đổi vị trí, thì cái tích nó không thay đổi. A nhân B là bằng B nhân cho A. Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Ví dụ 6 nhân 8 cũng bằng 8 nhân 6. Tiếp theo, chúng ta có tính chất kết hợp. Chúng ta có hai cái tính chất là giao hoán và kết hợp áp dụng cho phép cộng và phép nhân. Nhớ nha, tính chất giao hoán và kết hợp chúng ta áp dụng cho phép cộng và phép nhân. Còn phép chia và phép trừ chúng ta không có áp dụng. Rồi, tính chất kết hợp của phép nhân. A ta nhân B rồi sau đó ta nhân cho C. Chúng ta có thể là ta lấy B ta nhân C trước rồi ta nhân cho A cũng được. Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. Chúng ta xem có ví dụ 23 ta nhân cho 2 rồi sau đó ta nhân cho 5. Chúng ta thấy này này, có con 2 và con 5 này nhân nhau nó là tròn. Chúng ta có thể là ta lấy 2 nhân 5 trước rồi sau đó ta nhân cho 23. Như vậy chúng ta thấy dễ không? Chứ còn ta thấy là ngay chỗ này ta lấy 23 ta nhân cho 2 rồi sau đó ta nhân cho 5 thì nó là lẻ. Nó không có số, không có tròn. Còn cái này chúng ta sẽ lấy 2 nhân 5 trước rồi bằng 10. 10 nhân cho 23 là bằng 230. Nó lại dễ dàng hơn. Nhân một số với một tổng. A nhân cho B cộng C. Thì chúng ta có thể là
A ta nhân cho B rồi dấu cộng ta ghi lại rồi A ta nhân C. Thật ra đây là một cái tên gọi là nhân phân phối. Cái bài này chúng ta sẽ lên lớp 6 chúng ta sẽ học lại và chúng ta được biết với cái này là nhân phân phối. Được. Nhân phân phối như đây. Đó. Được không? Thầy nhắc lại. Lên lớp 6 chúng ta sẽ được biết cái tính cái công thức này có tên là gọi là nhân phân phối. Còn hôm nay thì chúng ta chỉ biết với một cái tên là nhân một số với một tổng. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng. Rồi cộng các kết quả với nhau. 6 ta nhân cho hai cái này cộng nhau. Thì 6 nhân 5 6 nhân 5 rồi cộng 6 nhân 10. Giờ là 6 nhân 5 là bằng 30. Đó. Rồi 6 nhân 10 là bằng 60. 30 là cộng 60 là bằng 90. Thì nhắc lại thì đây là cái phép tính gọi là nhân phân phối. Được chưa? Phần 6 nhân một số với một hiệu. Rồi cái này nó cũng tương tự giống như cái nhân phân phối của cái bài cộng, nhưng mà ngay chỗ này là dấu trừ cho nên nó đây là dấu trừ. Nó cũng nhân phân phối y chang vậy thôi. Nào, nhân phân phối vào. Ngay chỗ này dấu trừ thì dấu trừ, còn cái bài mới nãy chúng ta học là ngay chỗ này dấu cộng thì ngay chỗ này nó là dấu cộng. Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả với nhau. Ví dụ 15 ta nhân cho 10 ta trừ cho 2. Vậy 15 ta nhân cho 10. Đây. Rồi 15 ta nhân cho 2. Ví dụ dấu trừ này vẫn ghi lại 15 ta nhân cho 2. 15 mà nhân cho 10 là bằng 150. 15 nhân 2 là bằng 30. Hai này trừ nhau bằng 120. Chúng ta qua phần tiếp theo. Chia một tổng cho một số. A cộng B chia C. Thì A ta chia cho C hoặc là B ta chia cho C. A chia C, cái dấu này dấu cộng thì đây là dấu cộng. Được. Rồi B ta chia cho C. Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia. Rồi cộng các kết quả tìm được với nhau. Có nghĩa rằng là A này phải chia được cho C. Được. A phải chia được cho C và B cũng chia được cho C thì chúng ta mới áp dụng cái công thức này. Được. Ví dụ như 21 có cộng 18 là chia 3, 21 là chia 3 được, được không? Đó. Chứ nếu như cái này chúng ta sẽ chia không được, có nghĩa là chia lẻ thì chúng ta không áp dụng được cái này. Rồi 18 là chia 3 được. 21 ta chia 3 được 7, 18 ta chia 3 được là 6. Chứ nếu ngay chỗ này mà giả sử như có 20 ha, ngay chỗ này con số 20 đó thì chúng ta không áp dụng được nha. Tại vì 20 chia cho 3 không có được. Nó qua phần 8. Chia một số cho một tích. A chia cho B nhân C. Cái này có đóng dấu ngoặc. Thì có thể là ta lấy A ta chia B rồi sau đó là ta chia cho C. A chia B rồi chia C. Chúng ta chú ý những công thức này ha. A ta chia cho B nhân C thì chúng ta có thể là lấy A ta chia B rồi ta chia cho C, ta bỏ dấu ngoặc thì cái dấu nhân này trở thành là dấu chia.
Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. Này, chia tiếp cho thừa số kia. Ví dụ 42 ta chia cho 7 nhân 2 thì ta lấy 42 ta chia cho 7, rồi ta lấy 42 ta chia cho 2, với điều kiện là con số này nó phải chia được cho con số này và nó cũng chia được con số này, chúng ta mới áp dụng được cái này. Đó. Đây, ngay chỗ này có nghĩa là 42 ta chia cho 7 là được 6. À, 6 là ta chia cho 2. Đó. Chứ ngay chỗ này mà giả sử con số khác mà chúng ta không có chia 42 ta không có chia được thì chúng ta không có thể làm được. Bài số phần chính. Chia một tích cho một số A nhân B chia C. Thì ngay chỗ này chúng ta sẽ có là gì? A nhân cho B chia cho C. Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó nếu chia hết. À, chú ý là nếu chia hết nha. Rồi nhân kết quả với thừa số kia. Ta xem cái ví dụ. 24 ta nhân cho 20 ta chia cho 2. Như vậy thì ta lấy 24 ta nhân cho 20 ta chia 2. 20 ta chia 2. Giờ là 24 ta nhân cho 20 chia 2 là được 10. 24 ta nhân cho 10 là bằng 240. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.